con nghe mẹ hỏi câu hỏi nhá. Bạn thỏ có tính tình như thế nào? Rất là thông minh và nghịch ngợm ạ. Còn bạn nhím tính tình như thế nào? Rất là dễ thương và lắng nghe lời và chắc chắn. À, hiền lành. Hiền lành và lắng nghe lời và chắc chắn ạ. Chịu khó. Chịu khó nghe lời. Cẩn thận. Cẩn thận chắc chắn. Chính xác. Thỏ rủ nhím đi đâu? Đi ra ven đường chơi. Ừ, rồi thỏ nói với nhím điều gì? Sang kia chúng mình sang kia ra ngoài hoa bắp bò. À, chạy nhanh qua đường đúng không? Chạy để sang bên kia tha hồ hái hoa bắp bướm. Thế nhím có đi cùng thỏ không? Không. Đúng rồi. Vì sao nhỉ? Vì trên đường ấy nhiều xe. À đúng rồi, bên kia đường là bãi cỏ trống vắng, trên đường nhiều xe qua lại đúng không? Vâng ạ. Nên nhím khuyên thỏ ngồi im ngắm cảnh, thỏ có nghe lời nhím không? Không ạ. Chính xác. Thế thỏ gặp nạn, nhím đã làm gì? Đã giúp đỡ và vội chạy ra. Giúp đỡ. Giúp đỡ là như nào nhỉ? Cụ thể là như nào? Đỡ lên. Đỡ thỏ lên gì? Đỡ thỏ lên. Vào lề đường. Không. Đúng rồi, đỡ thỏ vào lề đường đúng không? Thỏ có ân hận vì không nghe lời nhím không? Có. Đúng rồi. Thế nhím động viên thỏ như thế nào? Được chạy qua đường. Đúng rồi. Khi sang đường phải như nào nhỉ? Đi khi sang đường phải nhìn bên trái bên phải ạ. Đúng rồi, không có xe. Không có xe thì mình sang được. Đúng rồi. Có xe thì mình không được sang được. Đúng rồi, chính xác.